Chào mừng em đến với chương trình khuyến mãi thả ga mừng lễ mùng 2 tháng 9 trên shopmoviet.vn của Moba Việt tặng đến 100% giá trị thẻ nạp nha. Hello chào anh em, trở lại kênh Moba Việt nha. Ngày nay mình sẽ chơi một vị tướng đang được hồi sinh trong mùa Esma, được rất nhiều anh em chơi nhiều hơn những mùa khác. Những mùa khác thì bị bỏ rơi, lãng quên, không ai thèm chơi. Chứ mùa này thì cũng nhiều anh em yêu cầu anh Moba làm clip về Azenka đi, đánh Azenka đi, con ma Azenka đi anh ơi. Nhưng thực ra đây là vị thần thời xa xưa, thời cổ xưa, ông vua của các vị vua Azenka. Thực ra mà nói thì Azenka rất là khỏe nha, một vị tướng rất là khó chịu với chiêu thức quá đá với địch, hất tung, làm chậm. Chỉ cần chúng ta di chuyển kéo một tí thôi, trái chiêu chuẩn một tí thôi. À không, trái chiêu phải chuẩn vô, chuẩn thật nhiều vô thì mới phát huy được sức mạnh của Azenka. Tướng thì di chuyển phải phụ thuộc vào đồng đội, phụ thuộc vào tướng địch, di chuyển khéo léo, di chuyển nhát một tí thôi thì mới được chơi. Chứ anh em chơi Azenka mà anh em di chuyển ngông nghênh thì khác gì gọi là bán mạng đâu, để những con mồi béo bở cho khi bạn sơi đâu. Rất sợ mấy tướng cơ động kiểu Zuka, kiểu Lagrot nha. ID nữa anh em ơi, ID thì vừa vừa thôi, nhưng mà Zuka với Lagrot thì mình cực kỳ sợ luôn ý. Hay là Pen, hay là Kira gì đó, trời ơi mấy con tướng đó mình không có chơi được. Bờ lu lè mít thôi các bạn ăn đi. Mới đầu game mình cũng không ăn đâu, ăn làm gì đâu. Bùa xanh thì cũng ngon đấy, nhưng mà mana vẫn còn nhiều. Thôi là bạn gan đi và đi ganh hỗ trợ team đi, thế thì mình cũng đánh dễ hơn. Với cả tiện đường xuống đây ganh hỗ trợ team, chứ chạy lên đó thì hỗ trợ team được cái gì anh em nhở? Đấy, cấu gì à, cấu gì à ha. À, trên một xuống, à, trước hai luôn. Mà chúng ý, cái combo này thì rất là đau nha, tướng địch đứng gần nhau thì mới tối đa được cái sát thương của chiêu 2, chiêu 1 lẫn chiêu cuối của Azenka. Nghĩa là tướng địch càng chạy bộ nhiều, càng đứng gần nhau nhiều, các bạn hãy cứ chơi Azenka. Ví dụ trận đấu này anh em ơi, đi bạn dù gì ở dưới cũng 4 con tướng chạy bộ đấy anh em ơi. Anh em mình tới, mình đi đâu hết vậy? Bên rất là hay luôn. Ở đây 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 rồi anh em ơi, đây 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 rồi, đẩy choáng rồi xong. À, các mình dùng chiêu 2 hơi sớm nhưng mà vẫn có mạng. Double kill. Bình thường nha, đẩy chiêu cuối, đẩy tướng địch vô, ấn chiêu 1 làn choáng, ấn chiêu 2 gây sát thương. Tướng địch mà đông đông mà đứng gần lính ý, thì cái chiêu 2 nó sẽ tối đa nó lại đi lại rất là nhiều lần luôn. Và đá tướng địch rồi làm chậm rồi gây sát thương liên tục anh em ơi. Azenka thì đây là vị tướng kiểu khống chế là chính nha, chứ không có sức đam. Thành ra thì anh em phải xài chiêu được nhiều lần, nhớ là nhiều chiêu. Mà là Benedict rồi trượng băng rồi sách chiêu này không thể thiếu đâu nha. Ok, trận đấu này thì Azenka xanh rồi, xanh như cái bát canh luôn ý. Chưa 4 phút thì đã 4 mạng cho Azenka, có bùa xanh bùa đỏ luôn, quá phê. À, thực ra thì anh em ơi, muốn biết chơi tướng gì mà muốn những vị tướng bị lãng quên comeback ý, thì nhớ comment để mua Việt chơi nha. Ngày xưa anh em ơi, hồi đó thì mình chơi tướng gì anh em chơi theo tướng đó rất là đông luôn. Bây giờ thì không giống như ngày xưa, nên để hồi sinh những vị tướng bị lãng quên thì không nghĩ là mình có thể làm tốt đâu. Nhưng mà được anh em chơi nhiều hơn, được bao nhiêu cũng ổn rồi anh em nhở. 10 anh em, 50 anh em, 100 anh em, 1000 anh em cũng là nhiều lắm rồi. Ok, chính vì thế những con tướng lãng quên anh em nhớ comment bên dưới nha. Chứ trận đấu này mình chơi Azenka mình không thấy là phế đâu, cũng chẳng thấy yếu thế nào, thậm chí là một con tướng mạnh. Bằng chứng là anh em thấy mình cũng đã xử lý được 5 mạng rồi, chứ Nam là 5 mạng, năng suất còn kinh khủng hơn chơi sát thủ cơ, lại còn không thèm hỗ trợ bằng nào. Anh em có thể thấy là cái khả năng last hit của MOBA càng ngày càng kinh khủng hơn, ghê phết nhở. Rồi, ăn dầu như này thì Azenka sẽ khỏe hơn nhé. Ở trước thì Azenka mà hỗ trợ team ăn rồng, mà team ăn được rồng thì Azenka sẽ khỏe hơn. Butter bụi trên, cứ tưởng bụi này thành ra đặt chiêu vào đấy anh em ơi. Rồi,
cẩn thận Buster trong bụng nhé bạn ơi. Không có thể từ xa thôi. Đẩy chút cuối này. Ơ Win sorry. Bà ơi quả đấy mình đẩy trúng người của Buster rồi nhưng mà bạn ấy nhảy qua. Đấy đúng gần khi mạng khóa để Buster áp sát là cũng hơi mệt phết đấy. Mình thì hơi sợ mình có chiếc cuối mình đẩy được ra. Nhưng mà theo thì cẩn thận nha. 6-0. Quá kinh. Bây giờ xuống nha. Ờ chiếc cuối chưa có đâu. Thì nhà mình cũng phải đi đường vòng thôi. Mà thực ra NK chơi toàn là đi đường vòng thôi. Vị thần đấy. Tên oai đấy, vua của các vị vua đấy. To phết đấy anh em ơi. Nhưng mà đi canh hay thứ gì đó thì toàn là đi đường vòng thôi. Cứ đi thẳng cứ định đập cho to đầu. Đi Master, Master, Master làm cái gì vậy? Master đứng im luôn. Đây đang bản chứng thật à bạn ơi. Thế thì mình xin nha. 700 rồi, điệp viên 700. 007 Azenka. Đóng ngược sẽ là 007 đấy. Thôi thì cấu rỉa thôi nha. Cấu rỉa. Chưa có chiêu cuối, chưa xong đàm đầu à. Dùng chiêu 2 của con lính nha. Chứ mình nhảy sang có địch. Nếu mà chiêu 2 không tầm chúng có địch được. Đấy, cứ bắn vào con lính nha anh em ơi. Chơi dễ không à? Nhưng mà để đạt hiệu quả cao thì nhiều những pha mà tứ địch áp sát nhanh ấy, mình xài chiêu toàn hụt không trúng. Thế thì anh em chỉ cần đơn giản thôi. Tứ địch cơ động cao thì mình dùng chơi Azenka. Tứ địch cơ động thấp thì mình hãy chơi Azenka nha. Thế thôi là chúng ta được chơi. Ví dụ giờ này anh em ơi, team bạn cơ động thấp thì mình chơi rất là đơn giản thôi. Ăn bờ nu nè, chưa có ra. Ăn sao được bạn ơi, mà có ra mình cũng không ăn đâu. Bởi vì dọn đánh xong thì mình đi ganh hỗ trợ team liền. Chê trời chê blue nha. Đấy, team đang cần giao tranh, bạn đứng đấy làm gì. Ăn đi rồi nên hỗ trợ team này bạn ơi. Đây này ăn mạng sướng hơn, ăn blue có gì mà sướng anh em nhở. Chạy đi đâu, chặn đầu rồi. Ở lại còn đứng gần nhau đấy chứ. Thế đi, mình xin double kill. Từ điệp viên 700 đến 900. Ơ thậm chí là 10-0 triple kill. Ui có thể chưa có chừng cuối anh em, có chừng cuối ok nè. Có đắc kill đấy. Thôi, hết chờ về thôi. Xanh như mắt canh luôn. Nhưng mà mình xanh quá thì team lại không xanh. Bởi trong 17 thì mình ăn mất 10 rồi. Đúng là ông chùm KS chứa tể ăn hơi. Team này ngáo à? Ủa sao vậy? Sao vậy bà ơi? Đánh hay thế mà kêu ngáo. Thằng nào cũng chê blue. Ui tưởng cái gì chứ blue ý. Trời ơi chê nha. Bởi vì bùa xanh thì thực ra là mình cũng thích đấy. Nhưng mà anh em ơi, Azenka mà chúng ta chơi cái phù hiệu sung túc rồi, đâu cần bùa xanh nữa nhở. À làm gì cho phí anh em ơi, xài chiêu hồi mana rồi. Ui, ơi. Ôi tí đi nha, may mắn anh em ơi, may mắn là vẫn còn chạy được. Buster mà ra sớm đi nữa là mình đi rồi. Đúng là đã hay thì còn hên nha. Lấy trụ đi anh em ơi. Trận đấu này Maroc chỉ cần làm nhiệm vụ đó là đẩy lính cao lên thôi. Còn 4 người còn lại sẽ lo team bản nha. Yuru cover cho mình rất là tốt. Thực ra anh em thấy trận đấu này mình chơi Azenka dễ là do có bạn Yuru ấy. Không có Yuru là mình không chơi dễ đâu. Bởi Yuru cố định mục tiêu tấm địch. Ui sorry Yuru nha. Cái việc bạn thả chết hy sinh cho mình sai như này mình rất là quý bạn luôn. Bởi vì Yuru khống chế choáng thì cái chiêu của mình ý nó gây được nhiều sát thương. Ví dụ chiêu cuối tứ địch sẽ bị trí ở chiêu cuối thì mình đau hơn. Tứ địch sẽ bị đứng im, mình đặt chiêu 1 thì dễ trúng hơn. Và tứ địch bị choáng với nhau ấy thì chiêu 2 của mình cũng gây nhiều đam hơn anh em ơi. Ờ Maroc la đẩy lính đi bà ơi, đau lên làm gì. Mà đang tạo được khó cho game, tí Alice cân team à. Đừng đùa với Alice nha. Alice Ali kìa bà ơi, không có đùa đâu. Lết game và team bạn khỏe nha. Ui, đòi bắt nhìn kìa. Hóa đá hết rồi. Có đến bậc Yudu tới nhanh hơn nữa là lụm rồi anh em ơi. Này
chơi chơi sắp có chục cuối rồi. Chán đi bạn ơi. Ui, ông chặn đầu anh em ơi, tiếc quá. Bạn ấy chạy qua cái chục cuối của mình rồi kìa. Guru bắn trưởng rất là chuẩn luôn, nhưng mà thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Đừng tham quá nha, đợi để lính lên cao dần dần thôi. Như pen tham quá rồi anh em ơi. Nhảy vào người mình kìa anh em ơi, cay thế nhở. Cay đấy là cay của bạn Butter nhá, chúng mình thì quá phê rồi. Em chưa mua hai trừ xa này. Cũng lú cái đầu đấy, bắn vào lính này, bắn vào Alice này. Alice lên bảng. Khó chịu nhở, càng cuối game càng khó chịu nhá. Đấy là sức mạnh của Azenka anh em ơi. Hồi chiều thì mình mắc hồi chiều rồi. Đóng cái này thì cho sẽ bảo vệ cho mình những pha mà sát thủ tim bạn lao vô. Đấy, một combo của mình bây giờ cũng mạnh kinh khủng luôn ý. Càng lết game thì càng khỏe nha. Nhưng mà lên giày Hermes hay là lên giày hồi chiều ý, thì hai cái giày này sẽ khiến mình nếu bị choáng từ xa rất là nguy hiểm luôn. Thành ra thì phải di chuyển cẩn thận. Chứ một combo của Kaisi hay là một combo của Alice thôi là mình đứng chôn chân luôn. Hay tầm này thì theo cũng khỏe lắm rồi. Bây giờ chỉ cần đi chung với theo với Widu thôi là được thả chiêu nhá, là win luôn anh em ơi. Đấy, đơn giản theo cứ bắn thôi, bắn luôn cái trụ này bạn ơi, bắn luôn cái trụ đi, mình đặt trước cuối. Đứng đấy cân tim rồi. Xong, thế là không lấy được trụ anh em ơi. Lại phải về. Mà lớp lĩnh vực toàn không đồng thôi. Người ta lĩnh vực mấy tỷ, bạn lĩnh vực không đồng. Ok, tiếp tục ra hỗ trợ bạn fan đẩy trụ tiếp kìa. Không đẩy được rồi anh em ơi. Ôi khổ, quả này hơi toang rồi. Cái tốc biến sang bên tường bên kia nha. Rồi, may. Cứu. Mày qua. Đặt chiêm 1. Bạn đấy nhảy vô người mình ý, thì mình đặt chiêm 1 chỗ chân mình ý anh em ơi. Thì những cái tướng có khả năng lao vào một lần ý sẽ bị khắc chế bởi chiêm 1 của Azenka nha. Thôi tập trung lên game thôi anh em ơi. Tập trung ôn mít là win mà. Tầm này cái chiêu của mình ý, chỉ cần Maloc luyện ngục chuẩn một phát thôi là team bạn lát luôn. Bởi team bạn là cái đội hình kém cơ động anh em ơi. Mà kém cơ động mà gặp Azenka Maloc ý, một combo là lướng cái đầu rồi. Bây giờ mình cứ có chiêu mình xài thôi, mình không tiếc chiêu đâu. Bởi hồi chiêu nhanh mà, mười mấy giây là có hồi chu cuối rồi. Một cái combo, một cái combat mà anh em muốn thắng dễ dàng thì chỉ cần Azenka đẩy chiêu chuẩn thôi. Nhưng trận đấu này thì đến thời điểm này á thì mình lại phải khói rồi, chưa kịp làm gì được team bạn lát luôn rồi anh em ơi. Cái pha đẩy này chắc là cuối cùng rồi anh em ơi. Win thôi, chỉ còn một ID mà gặp Nidu, gặp Azenka, gặp theo rồi ba con tướng tay dài là bắn trưởng cho từ xa được cái đầu hết rồi. Và lớp không cần lệnh ngục chúng nha, cũng nguyên được anh em ơi. Ok, và có lẽ thì video clip MOBA chơi Azenka vua của các vị vua đến đây hết rồi. Nhớ comment vị tướng tiếp theo để MOBA Việt chơi nha anh em ơi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.